Gạc ma vòng vèo bất tận. Trong tuần qua, dư luận về cuốn sách Gạc ma vòng tròn bất tử chủ yếu xoay quanh hai vụ việc. Thứ nhất là cuộc tranh cãi giữa nhóm chủ biên sách được đại diện bởi tướng Lê Mã Lương và nhóm đòi thu hồi cuốn sách được đại diện bởi tướng Hoàng Kiên. Thứ hai là việc Bộ Thông tin Truyền thông có quyết định thu hồi cuốn sách để rà soát nội dung, tiến hành chỉnh sửa những sai sót và in lại bản mới. Các tổ chức cá nhân chống đối đã đưa tin thiếu, tin sai sự thật về hai vụ việc này để khơi dậy tâm lý bài trừ cực đoan nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền chống chế độ. Cụ thể, năm 2013, Thiếu tướng Hoàng Kiên đã xây một bảo tàng đồng quê ở làng Bình Dị, Giao Thủy, Nam Định để lưu giữ các hiện vật mô tả đời sống nông thôn và chặng đường chiến đấu của ông. Bảo tàng được xây trên một khuôn viên rộng 0,6 ha với tổng kinh phí là 8 tỷ đồng, trong đó gia đình ông Kiên đóng góp một nửa, nửa còn lại do đồng đội, bạn bè của ông Kiên cùng một số cơ quan trong quân đội đóng góp. Từ thời điểm đó, ông Kiên đã nhiều lần chụp ảnh bảo tàng để giới thiệu trên trang Facebook cá nhân. Cuối tháng 8 năm 2018, cuộc tranh luận về cuốn sách Gạc ma vòng tròn bất tử rơi vào tình trạng căng thẳng khi nhóm biên soạn sách và nhóm đòi thu hồi sách, tiêu hủy sách cùng viết đơn, viết bài để tố giác nhau. Ngày 8 tháng 9, nhà thơ Lưu Trọng Văn viết bài can ngăn khuyên các tướng lĩnh và quân nhân ở hai bên không mạt sát nhau một cách vô văn hóa hoặc quy chụp nhau là phản quốc trong cuộc tranh luận. Khi comment dưới bài của Lưu Trọng Văn, họa sĩ Tuấn Dũng, một người phản đối nhóm Hoàng Kiền, đã mượn chuyện bảo tàng đồng quê để công kích bên đối phương. Tuấn Dũng viết rằng Trung Quốc đã bỏ tiền nuôi nhóm Hoàng Kiền, khiến ông Kiền có tiền để xây bảo tàng, để tự kể về công trạng của mình. Comment của Tuấn Dũng được các ông Lưu Trọng Văn, Võ Văn Tạo và Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty First New, doanh nghiệp biên soạn cuốn sách Gạc ma vòng tròn bất tử, hưởng ứng bằng cách bấm like. Ngày 19 tháng 8, ngày 11 tháng 9 năm 2018, Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã ra công văn yêu cầu thu hồi cuốn sách Gạc ma vòng tròn bất tử để rà soát nội dung, tiến hành chỉnh sửa những sai sót và in lại bản mới. Nhân đó, nhóm tướng Hoàn Kiền đồng loạt đưa tin rằng họ đã thành công trong việc vận động thu hồi tiêu hủy cuốn sách, đồng thời mời nhau mở tiệc ăn mừng sự kiện. Đáp lại cựu binh Lê Bình, nhóm thuộc nhóm ủng hộ cuốn sách đã viết một bài dài để công kích cá nhân ông Hoàng Kiền. Trong bài này, Lê Bình đăng ảnh bảo tàng đồng quê cùng ảnh ông Kiền đứng trong một biệt thự có nội thất làm bằng gỗ quý và ngà voi để tuyên truyền rằng ông Kiền dùng tiền tham nhũng để mua biệt phủ. Sau khi nhắc lại tin đồn mà họa sĩ Tuấn Dũng đã tạo ra hôm trước, ông Bình công kích ông Hoàng Kiền và một lãnh đạo quân của quân đội khác như sau. Sau một hồi giảng giải hầm bà lằng năng nhăng xích đế về những cái lý cho biệt phủ và những công trình kia để thêm điểm tựa cho sự chính danh cái bảo tàng của riêng, ông Kiền đã tự tin cho thiên hạ biết rằng khi làm bảo tàng cho mình, ông đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rồi. Tưởng báo cáo ai, hóa ra là báo cáo ông đại tướng Tâm Tư, vốn nổi tiếng với câu nói hoan hỉ bên hành lang Quốc hội khi được hỏi về tình hình đóng bỏng ở Biển Đông. Ông lại phấn khởi kể về sự trọng thị tuyệt vời mà bạn đã dành cho ông và đoàn tùy tùng hơn 20 tướng tá trong chuyến thăm hữu nghị vừa qua. Rồi ông mới nói, ở Trường Sa, bạn xây, ta cũng xây, đều là xây để phục vụ đời sống, bộ đội và cứu hộ ngư dân đánh cá. Chuyện bạn và ta ở Trường Sa là vậy, còn chuyện cuộc sống cá nhân và độ xa hoa của cha con ông bộ trưởng tai tiếng kia, ta không cần phải nói ngược hay cãi xuôi. Thì toàn quân, toàn dân, không mấy ai lạ. Cha ông ta đã nói, Ngưu tầm mưu, Mã tầm mã. Lê Bình đã đăng bài công kích này lên trang Facebook cá nhân của tướng Hoàng Kiền cùng trang Gạc ma vòng tròn bất tử của ông Nguyễn Văn Phước. Cùng ngày 11 tháng 9, Võ Văn Tạo đã đăng lại bài viết của Lê Bình trên lên Facebook cá nhân, đồng thời bình luận rằng nhóm tướng Hoàng Kiền là hạng tay sai cho giặc, bành trướng Bắc Kinh. Bài của Võ Văn Tạo có 1,9 nghìn like và 2 nghìn share riêng trên Facebook, đồng thời được các tổ chức cá nhân chống đối đăng lại trên nhiều website. Đáp lại ngày 12 tháng 9, Thiếu tướng Hoàng Kiền viết trên trang Facebook cá nhân rằng bức ảnh ngà voi gỗ quý được chụp tại nhà doanh nhân Vũ Văn Khoa, con trai của đại tá Vũ Văn Dụ, khi gia đình ông Kiền đến đó chơi vào ngày 12 tháng 5 năm 2018, chứ ông Kiền không có biệt phủ riêng. Ngày 13 tháng 9,
Ông Kiền thuật lại chi tiết vụ việc với phóng viên Hoàng Đan của trang tin Soha và nói rằng một số người xấu đang mượn cái bức ảnh để vu khống ông qua Biệt Phủ. Ngày 14 tháng 9, ông Kiền tiếp tục nói với Hoàng Đan của Soha rằng ông đã tìm thấy hai tài khoản Facebook vu khống ông và sẽ kiện họ. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Kiền đồng loạt viết rằng Võ Văn Tạo là một thành phần phản động, chở cờ, đã viết nhiều bài và có quan hệ với nhiều tổ chức chống nhà nước. Ngày 25 tháng 8, nhóm biên soạn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đã tặng cuốn sách này cho cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chủ tịch nước Trịnh Nguyễn Minh Chiết, đồng thời đăng ảnh chụp buổi tặng lên trang Facebook cá nhân để làm truyền thông. Trong tuần qua, cả nhóm soạn sách lẫn nhóm đòi đốt sách đều làm truyền thông bằng ảnh chụp với người nổi tiếng. Cụ thể, ngày 9 tháng 9, cựu binh Phan Chí Đỉnh đã dâng sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử lên bàn thờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi chụp ảnh đó và đăng lên Facebook cá nhân của mình. Đáp lại, một người trong nhóm Hoàng Kiền đã đăng ảnh ông Kiền chụp chung với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài ra, ngày 11 tháng 9, VOA tiếng Việt đưa tin rằng sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đã ra đời đầy gian chân, nay còn bị thu hồi. Họ cũng viết rằng, sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, báo chí Việt Nam hầu như không đề cập đến sự kiện Gạc Ma năm 1988. Khi đưa tin như vậy, VOA muốn độc giả có một ấn tượng sai lầm rằng trận hải chiến Gạc Ma và các cuộc chiến tranh chống Trung Quốc là một chủ đề bị cấm đoán ở Việt Nam. Tuy nhiên, bài viết của VOA có hai điểm sai sự thật. Thứ nhất, theo công văn của Cục Xuất bản, In và Phát hành, thì cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử chỉ bị thu hồi để rà soát nội dung, tiến hành chỉnh sửa những sai sót và in lại bản mới, chứ không bị cấm lưu hành như ấn tượng mà VOA tạo ra. Thứ hai, trận hải chiến Gạc Ma không phải là một chủ đề bị cấm đoán ở Việt Nam. Mỗi năm báo chí chính thống đều viết hàng chục bài viết về chủ đề đó. Chẳng hạn, đây là danh sách mà các bài viết về trận Gạc Ma năm 2013, một năm trước khi cuốn sách Gạc Ma của nhóm Lê Bá Lương được khởi thảo. Trong các bài bình luận trước, chúng tôi đã chỉ ra những lỗi sai trong cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử và những người đang lợi dụng chúng để tạo sóng truyền thông bài trung cực đoan nhằm mục đích chống chế độ. Kỳ này, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến về những diễn biến mới trong tuần qua. Thứ nhất, khi độc giả đọc sách, báo về trận hải chiến Gạc Ma, họ muốn tiếp cận những thông tin đầy đủ, chính xác và công bằng để đáp ứng nhu cầu của độc giả. Những người soạn sách và phê bình cuốn sách cần trao đổi với nhau một cách lịch sự và khoa học. Chúng ta nên tìm kiếm sự thật lịch sử bằng các cuộc nghiên cứu và thảo luận có tính chất học thuật thay vì bằng cách kết tội nhau là phản quốc khi chưa có kết luận của tòa. Hoặc dùng các thông tin sai sự thật để nhục mạ nhau trên truyền thông. Không nên bảo vệ tổ quốc và sự thật lịch sử bằng lối hành xử phạm pháp và bất chấp sự thật. Thứ hai, khi tác giả và nhà xuất bản đã thừa nhận rằng sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử có nhiều chi tiết sai sự thật, thì cơ quan quản lý có quyền thu hồi sách để rà soát nội dung, chỉnh sửa lỗi sai và in lại bản mới. Nhà quản lý chỉ ngăn chặn thông tin sai sự thật, chứ không ngăn chặn thông tin về sự kiện Gạc Ma. Các bên liên quan nhìn đúng bản chất của vụ việc thay vì bóp méo thông tin để phục vụ mục đích tuyên truyền riêng của mình.